Ngày 9 tháng 12, kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể địa phương trên địa bàn. Kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13, kỳ họp thường kỳ cuối cùng của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ 2016-2021 và là kỳ họp được tổ chức sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh kỳ họp thứ 12 diễn ra sau thời điểm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 2 để cho ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2020, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2021, đồng thời cho ý kiến về một số cơ chế chính sách để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức của năm 2020, nhất là những tác động tiêu cực của dịch bệnh và thiên tai, bão lũ. Tuy nhiên, với sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia tích cực, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Thái Nguyên đã thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đặt ra yêu cầu với trách nhiệm của đại biểu dự kỳ họp. Kỳ họp thứ 12 Hội đồng tỉnh khóa 13 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2020. Tại kỳ họp, Hội đồng tỉnh sẽ xem xét, thảo luận cho ý kiến đối 59 báo cáo, đề án, tờ trình và dự kiến thông qua 42 dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền trình, trong đó có 9 dự thảo nghị quyết về công tác cán bộ. Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tích cực, đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đảm bảo đúng pháp luật, có chất lượng và có tính khả thi cao. Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 12, sau phần khai mạc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc tại hội trường, nghe các báo cáo, tờ trình, thông báo do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên trong năm 2020, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày cho thấy, trước những khó khăn thách thức của năm 2020, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, nhờ tập trung phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả đã tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn đạt 4,18%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Bình quân thu nhập đầu người năm 2020 ước đạt 88,7 triệu đồng trên một người. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 783.000 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 26,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,4% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 15.555 tỷ đồng, bằng 100% so với dự toán. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 3,94%, vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt ước đạt 110 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra. Thêm 7 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 108 xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,25% so với năm 2019. Quốc phòng và an ninh được giữ vững, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến khó khăn, làm cho cả nước khó khăn và tăng trưởng rất là thấp. Nhưng mà tỉnh ta vẫn ở cái mức tăng trưởng vào cái loại khá của đất nước. Thu ngân sách vẫn cũng tăng cao, rồi thì tiến tới chúng ta vẫn phấn đấu để tự cân đối được ngân sách. Tôi thấy là rất đáng phấn khởi. Đấy là một cái động lực mới mà tôi tin là cái nhiệm vụ tới. Có thể còn rất nhiều khó khăn, nhưng chúng ta nếu biết nắm thời cơ và biết vận dụng những cái kết quả, những cái thế mạnh của chúng ta, thì tôi tin rằng là
các cái nghị quyết mới này chúng ta sẽ hoàn thành rất là tốt. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ ra một số tồn tại và khó khăn, thách thức đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, như sức chống chịu của nền kinh tế chưa được vững chắc, công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm, tỷ lệ nội địa hóa thấp, một số dự án công trình trọng điểm còn vướng mắc về quy trình thủ tục đầu tư, chưa đảm bảo được nguồn vốn đối ứng dẫn tới chậm tiến độ. Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2020, nhận định bối cảnh tình hình năm 2021, một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2021 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xác định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế phấn đấu đạt 7%, GDP bình quân đầu người đạt 98 triệu đồng một người một năm, giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp tăng 7,3%, giá trị xuất khẩu tăng 5,5%, thu ngân sách trong cân đối đạt 15.600 tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4%, giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất nông nghiệp trồng trọt đạt 115 triệu đồng trên 1 hecta, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5% trở lên so với năm 2020. Tỉnh Thái Nguyên hiện nay quy mô cái nền kinh tế nó là rất lớn rồi, mà để tăng trưởng được 7%, trong đó công nghiệp phải tăng trưởng trên 7,3%, thì đây là cũng còn là một cái áp lực rất là lớn. Vì vậy là gì, phải nỗ lực hết sức thì chúng ta mới có thể hoàn thành được cái mục tiêu này đề ra của năm 2021. Đối với báo cáo kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cho thấy năm 2020 tiếp tục khẳng định vai trò của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong ban hành các nghị quyết về cơ chế, chính sách và hoạt động kiểm tra giám sát của đại biểu dân cử, qua đó góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc do dịch bệnh gây ra, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, công chức, viên chức, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đặc biệt trong năm, hoạt động giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và tái giám sát việc thực hiện các kết luận tại các phiên chất vấn, phiên giải trình của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nhận được sự đánh giá cao của cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thông qua các hoạt động giám sát hoặc là tái giám sát thì đã giúp chính quyền địa phương là hiểu rõ về cái nhiệm vụ thực thi của mình, qua đó để giải quyết tốt các vấn đề phát triển kinh tế xã hội và các cái ý kiến mà cử tri quan tâm. Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo tại kỳ họp. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 diễn ra vào thời điểm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa thành công tốt đẹp. Thời điểm toàn đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân trong việc đưa kinh tế xã hội Thái Nguyên tiếp tục phát triển và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Đồng chí cũng khẳng định sự đóng góp quan trọng của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng như các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đã xem xét lựa chọn những vấn đề được đông đảo cử tri và dư luận quan tâm để thảo luận, quyết nghị, giám sát và ban hành nhiều nghị quyết quan trọng kịp thời, đóng góp thiết thực vào việc điều hành kinh tế xã hội của tỉnh trước những biến động thường xuyên, liên tục của đời sống xã hội. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân đã luôn thực hiện tốt chức năng giám sát, khảo sát, nhất là công tác giám sát về kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri về hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong thời gian qua thì cũng có nhiều đổi mới đạt hiệu lực, hiệu quả. Nhấn mạnh, kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh là dịp đánh giá đúng thực trạng tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là những hạn chế, khó khăn còn tồn tại và nguyên nhân, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục phù hợp. Bên cạnh đó, xem xét để quyết nghị những nội dung quan trọng về cơ chế chính sách, các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, đời sống cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao vai trò trách nhiệm trước cử tri và nhân dân toàn tỉnh, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, công tâm, khách quan, thượng tôn pháp luật, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung thảo luận, xem xét kỹ lưỡng các nội dung đặt ra tại kỳ họp. Đề nghị các vị đại biểu quan tâm bám sát chủ trương chỉ đạo định hướng của Trung ương và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra, cũng như là bám sát theo chương trình hành động mà đã được Ban chấp hành Đảng bộ
ban hành vào ngày 23 tháng 11 năm 2020 để từ đó sẽ cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch, hành động thiết thực, cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của tỉnh ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ, tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát tại kỳ họp, đặc biệt là hoạt động chất vấn, hoạt động giám sát và việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục có những đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp theo hướng thiết thực, hiệu quả, trong đó coi trọng chất lượng ban hành các nghị quyết kỳ họp, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chất vấn theo thẩm quyền đối với việc triển khai thực hiện các nghị quyết do Hội đồng Nhân dân ban hành. Ngay sau kỳ họp, cần kịp thời tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri và nhân dân, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trình bày các thông báo, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Trong đó có nhiều vấn đề lớn có tác động sâu rộng tới tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025, như quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công, nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2021, phân bổ dự toán ngân sách năm 2021, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và khai thác khoáng sản, đề án tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di rời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Các tờ trình đề nghị xem xét quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án công trình trọng điểm trên địa bàn. Tờ trình về việc giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động năm 2021. Trong đó, đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa một trong năm định hướng lớn theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20 đã đề ra. Đây là một trong những cái thực hiện cái định hướng chỉ đạo của Chính phủ về phát triển ba cái trục sản phẩm. Trên cơ sở chúng ta lựa chọn các cái sản phẩm chủ lực để chúng ta quy hoạch, chúng ta định hướng ra các cái vùng sản xuất, rồi xây dựng các cái cơ chế chính sách để hỗ trợ từ sản xuất đến chế biến để tiêu thụ quảng bá sản phẩm, để mục đích là chúng ta nhằm tạo ra các cái vùng sản xuất hàng hóa có cái giá trị cao với quy mô sản xuất lớn để chúng ta nâng cao được cái thu nhập của khu vực nông thôn cũng như là nâng cao cái hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp trong cái giai đoạn tới. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có trên 100 cơ sở giáo dục mầm non gần khu công nghiệp, với trên 1.370 nhóm lớp, tổng số trên 38.800 trẻ. Tuy nhiên, nhu cầu gửi trẻ mầm non dự báo sẽ còn tăng nhanh trong những năm tiếp theo. Trong khi đó, cơ sở vật chất trường lớp dù đã phát triển về quy mô nhưng vẫn không đáp ứng kịp, đã dẫn tới tình trạng quá tải. Bởi vậy, việc xem xét ban hành quy định đầu tư ưu tiên phát triển giáo dục mầm non, chính sách đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục liên quan đến khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là nội dung được cử tri và nhân dân trên địa bàn đặc biệt quan tâm. Quyết này của Hội đồng Nhân dân theo cái hướng sẽ hỗ trợ về cái cơ sở vật chất để cái cơ sở mầm non và khuyến khích các nhà đầu tư sẽ đầu tư vào cái mở thêm các cái cơ sở giáo dục mầm non. Thứ hai là hỗ trợ đối với học sinh. Và thứ ba là hỗ trợ đối với các thầy cô giáo để dạy ở các cơ sở ngoài công lập đó. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung liên quan đến việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị tại một số địa phương trên địa bàn. Trong đó có 5 tờ trình liên quan đến đầu tư các công trình dự án về hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, các công trình an sinh xã hội đáp ứng các tiêu chí đô thị loại 3 nhằm cụ thể hóa mục tiêu đưa thị xã Phổ Yên trở thành thành phố vào năm 2025. Một số các công trình dự án trên địa bàn thị xã Phổ Yên, đặc biệt liên quan đến cái công trình công viên cây xanh rồi quần thể thể dục thể thao cũng như một số công trình giao thông để đảm bảo nâng cao các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025. Và đây là một trong những cái dự án công trình hết sức là quan trọng đối với Phổ Yên, và Phổ Yên cũng rất là mong muốn và trân trọng kính đề nghị là các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là căn cứ vào chức năng nhiệm vụ
và biểu quyết thông qua, và trên cơ sở đó là một căn cứ cho thị xã Phú Yên cũng như phối hợp các sở ngành là tổ chức hiện. Một số nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng được xem xét bãi bỏ toàn bộ hoặc bãi bỏ một phần theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, báo cáo tờ trình về việc đề nghị thông qua kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 và các ý kiến kiến nghị tại nghị quyết số 10 ngày 9 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12, báo cáo kết quả năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên và các báo cáo thẩm tra, báo cáo kết quả công tác năm 2020 của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngày 10 tháng 12, các đại biểu sẽ chia tổ thảo luận về các nội dung được trình bày tại kỳ họp và tiến hành kiện toàn công tác cán bộ theo thẩm quyền.